Sáng nay tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3, thăm động viên bà con một số xã đang bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao. Đến thị sát tình hình nước lũ sông Cầu đang tràn vào đồng ruộng tại khu vực xã Tiên Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang phải bố trí người ứng trực thường xuyên, đề phòng mọi tình huống bất trắc. Thủ tướng nhấn mạnh hiện nay nước trên thượng nguồn đang đổ về khiến nước sông Cầu đang lên nhanh. Do đó phải tăng cường dự báo ở những vùng có thể ngập và kịp thời sơ tán, bố trí chỗ ăn ở an toàn, đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân. Xã Dân Hà, huyện Việt Yên hiện có hơn 9.000 dân bị cô lập trong nước. Chia sẻ với Thủ tướng, người dân cho biết đây là trận lụt lớn nhất trong gần 60 năm qua tại địa phương. Thăm hỏi, động viên người dân, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước tới bà con vùng lũ. Mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định sinh hoạt, cuộc sống và công việc, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng khắc phục hậu quả bão lũ. Nhắc lại quan điểm, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không để học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh thiếu nơi khám chữa. Thủ tướng yêu cầu địa phương sớm ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường. Các cơ quan chức năng khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị cô lập vì lũ, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Thủ tướng cũng lưu ý, trường học nào an toàn thì mới cho học sinh đi học, chưa an toàn thì tạm thời cho học sinh nghỉ học. Sau khi khảo sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội về ứng phó với lũ lụt. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng bằng mọi cách tìm đường để đưa nhu yếu phẩm cho người dân, không để ai bị đói rét, thiếu chỗ ở, người bệnh phải được chữa bệnh, học sinh phải sớm được đến trường. Tỉnh Yên Bái đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn với tình huống mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng, ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu gần 200 tỷ đồng. Còn sau đây là tổng hợp tình hình tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang và Lào Cai. Lần đầu tiên thủy điện Tuyên Quang xả đáy toàn bộ cửa xã kể từ khi đưa vào hoạt động. Nhiều điểm trong tỉnh Tuyên Quang đã bị ngập sâu, lũ lên cao trong đêm trên mức báo động 3. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ở những điểm ngập sâu, ngoài những chiếc cano của lực lượng chức năng, những chiếc bè mảng được người dân làm thêm để phục vụ việc đi lại mua nhu yếu phẩm và đưa người già, trẻ em đi khám bệnh. Tại huyện Chiêm Hóa, lệnh cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua cầu đến khi có thông báo mới được thực hiện nghiêm ngặt. Tại tỉnh Thái Nguyên, nước sông Cầu dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân vẫn đang mắc kẹt trong vùng lũ. Thiếu lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm và điện sinh hoạt đang khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, tại thành phố Thái Nguyên tiếp tục xuất hiện một số điểm úng ngập mới. Khoảng 3.000 hộ dân đang mắc kẹt tại các khu dân cư. Có khoảng 700 hộ dân nằm ở các khu vực nguy hiểm đang được ưu tiên di dời. Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn dẫn tới sạt lở đất và ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm hecta lúa hoa màu của người dân bị ngập úng. Nhiều diện tích nuôi thủy sản có nguy cơ mất trắng. Hà Giang đã huy động lực lượng 4 tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Dự báo trong những giờ tới, tỉnh Hà Giang vẫn có mưa vừa mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, địa hình sườn đất dốc. Trong khi đó tại Lào Cai, do lũ trên phổ rộng, công tác ứng phó rất khó khăn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn mỏng, phương tiện trang thiết bị còn thiếu, khu vực người dân bị ngập quá rộng, dòng chảy lũ xiết. Các khu vực, các xã bị cô lập khó tiếp cận được với bên ngoài do sạt lở, ngập, gây chia cắt nên khó trong việc khắc phục và hỗ trợ. Ngành chức năng tỉnh Lào Cai nỗ lực sớm khắc phục hệ thống thông tin liên lạc, thông các tuyến giao thông, tổ chức lực lượng tiếp cận vùng bị cô lập, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn, cung cấp lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Từ hôm qua từ bắt đầu từ các khi nào? Từ hôm qua hết rồi. Trong công điện vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương rà soát triển khai thực hiện ngay các biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu dòng chảy về hồ thủy điện Thác Bà. Tiếp tục thông tin về vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Trong ngày hôm nay, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua cầu đã dâng lên thêm 1 mét. Lưu tốc dòng chảy mạnh khiến cho công tác cứu hộ các nạn nhân cũng như việc lắp đặt cầu phao tạm di chuyển đang chưa thể triển khai được.
Ngay trong sáng nay, các phương tiện cần thiết đã được di chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ để tập trung tại khu vực dự kiến làm cầu phao cách cầu Phong Châu 500m. Các loại xuồng máy có thể di chuyển trong điều kiện nước lũ chảy mạnh đã được dựng chuyển đến. Hệ thống phao nổi, dầm cầu và cọc neo đều đã sẵn sàng. Với chiều rộng lòng sông là 247m, khi bắt cầu sẽ phải sử dụng 32 đốt cầu phao. Sau khi ngành chức năng khảo sát, nhận thấy nước lũ trên sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng nước lớn gấp đôi so với tiêu chuẩn kỹ thuật của các phao nên chưa thể tiến hành lắp đặt cầu phao. Miền Bắc đang trải qua trận lũ lụt lịch sử trong 60 năm qua. Tính đến hiện tại thì con số thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão là rất lớn và chưa thể tính toán hết. Tính tới 16 giờ hôm nay, con số thiệt mạng và mất tích lên tới 157 người, trong đó 87 người thiệt mạng, 70 người mất tích. Chưa kể hàng chục ngàn người dân sống trong tình trạng bị cô lập, chia cắt, không điện, thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu nước sinh hoạt đang chờ đợi được hỗ trợ. Bão và mưa lũ làm hàng trăm ngàn hecta lúa, hàng chục ngàn hecta hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại. Tính tổng thì thiệt hại gần 1.600 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi. Giao thông chia cắt gián đoạn tại nhiều nơi, mưa lũ vẫn đang đe dọa, thiệt hại vẫn đang tiếp diễn. Cần thiết phải có những biện pháp cứu trợ và hạn chế thiệt hại nhanh và kịp thời.